Bên dưới ngoại thất tinh tế, những nâng cấp của Civic Si hoàn toàn mới nhằm mục đích cải thiện cảm giác lái hơn là tốc độ hoàn toàn. Honda Civic Si 2022 hoàn toàn mới đã ra mắt hôm nay. Pha trộn giữa những cải tiến của mẫu sedan Civic thế hệ thứ 11 với một chút gia vị hiệu suất cao hơn. Mẫu xe mới cải tiến hơn thế hệ trước với những nâng cấp và cải tiến nhằm mục đích làm cho chiếc sedan thể thao trở nên thú vị và hấp dẫn hơn khi lái. Trong khi Type R tập trung vào đường đua là đứa con hoang dã của dòng Civic cả về mặt năng động và phong cách, thì Si theo truyền thống nhắm đến những người lái xe đang tìm kiếm thứ gì đó nóng hơn một chút so với Civic bình thường. Hiệu suất hướng đến sự linh hoạt khi lái xe hàng ngày, trong khi thiết kế gần giống với áo vest hơn một chút. Cá nhân tôi nghĩ rằng Honda có thể đã quá bảo thủ với ngoại hình của Si mới. Ngoài cánh gió sau mới, huy hiệu Si và đầu ống xả kép, bạn sẽ khó nhận ra Si từ một chiếc Civic Sport thông thường ở tốc độ 100 vòng. Đó có thể không phải là một điều tồi tệ đối với những người lái xe đang tìm kiếm một chiếc máy bay dưới radar mà không có cánh lớn, chắc chắn có lợi thế của nó. Thêm vào đó, Civic Sedan tiêu chuẩn đã là một chiếc xe rất đẹp. Những ai thực hiện đôi sẽ lưu ý dáng vẻ thể thao hơn của Si. Phanh mở rộng và bánh xe 18 inch đen mờ tiêu chuẩn trái ngược với bánh xe Civic Sport màu đen bóng được bọc trong cao su, hiệu suất cả mùa hoặc lốp xe mùa hè tùy chọn. Hãy lắng nghe kỹ và bạn cũng có thể lưu ý rằng ống xả kép nói trên chảy tự do hơn, và nhờ thiết kế kiểu ống xoắn, âm thanh của nó cũng tốt hơn trên đường. Dưới nắp capo, Si mới vẫn được trang bị động cơ tăng áp 1,5 lít 4 xi lanh. Động cơ sửa đổi tạo ra mô men xoắn 192 pound-feet và 200 mã lực cực đại. Điều thú vị là giảm 5 mã lực so với 205 con ngựa của thế hệ trước. Honda tuyên bố giải công suất mới hiện đã rộng hơn về tổng thể và hiện đạt mức APM cao hơn, điều này sẽ cải thiện khả năng phản hồi, hiệu suất và khả năng lái xe trên một phạm vi rộng hơn. Bánh đà nhẹ hơn 26% giúp tăng cường phản ứng ga hơn nữa, trong khi kết hợp hộp số 4 cấp với hộp số tay 6 cấp. Đây là hộp số duy nhất có sẵn cho những người mua sắm ở Si, không có CVT vô nghĩa ở đây, và có hệ thống điều chỉnh vòng tua từ Civic Type R có thể tự động trượt ga để khớp hoàn hảo. Khoảng 4/10 giây. Bộ chuyển số hứa hẹn mang lại cảm giác cầm trên tay tốt hơn nhờ sự tương tác được cải thiện, các điểm lắp chắc chắn hơn và thời gian ném ngắn hơn 10%. Cuối cùng, sức mạnh đáp ứng mặt đường ở bánh trước thông qua bộ vi sai hạn chế trượt xoắn tiêu chuẩn. Rõ ràng, Si mới được hưởng lợi từ những cải tiến vốn có đối với khung gầm của Civic Sedan thế hệ thứ 11. Về tổng thể cứng hơn, có rãnh sau rộng hơn và chiều dài cơ sở dài hơn thế hệ trước. Đặc trưng cho Si là lò xo cứng hơn và thanh ổn định. Các điểm gắn hệ thống treo được gia cố và hệ thống lái thể thao hơn. Nhiều người trong số các ống lót cứng hệ thống treo và một số bít hệ thống treo phía sau phía trên bê cánh tay, đặc biệt cũng đã được mượn từ Type R. Trong đó, mô hình chiếc sử dụng bộ giảm chấn thích ứng 2 chế độ. Si mới có tính năng giảm sóc tĩnh được điều chỉnh để cân bằng tổng thể tốt hơn trong các chuyến du lịch thể thao. Honda biện minh cho sự thay đổi này với tuyên bố rằng nhiều người lái xe Si thế hệ thứ 10 thậm chí chưa bao giờ sử dụng thiết lập hệ thống treo Sport cũ quá cứng. Bên trong, có ghế thể thao mới dành riêng cho Si với tựa đầu tích hợp, hỗ trợ nâng đỡ đùi được cải tiến và phù hiệu Si theo. Các đường chỉ khâu tương phản màu đỏ làm nổi bật ghế ngồi, vô lăng và cần số. Trong khi trang trí màu đỏ có thể được tìm thấy trên bảng điều khiển và cửa. Bộ công nghệ cabin là tất cả những trang bị mà chúng ta đã thấy trước đây trên Civic Sedan tiêu chuẩn, bao gồm cụm đồng hồ kỹ thuật số kết hợp 7 inch, âm thanh Bose 12 loa và màn hình thông tin giải trí chính 9 inch có tính năng Apple CarPlay và Android Auto không dây. Ngoài ra, bộ công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing cũng là tiêu chuẩn, làm tròn một lượng công nghệ vững chắc. Honda gọi đây là Civic Si xử lý tốt nhất. Được trang bị tốt nhất và cảm giác lái thú vị nhất từ trước đến nay, một tuyên bố táo bạo mà chúng tôi mong muốn được đưa vào thử nghiệm. Giá cả vẫn chưa được công bố, nhưng có một sự đặt cược khá an toàn rằng nó sẽ không đi quá xa so với sân bóng khoảng 25.000 đô la Mỹ của thế hệ trước, nơi nó sẽ cạnh tranh với những chiếc như GTI của Volkswagen và Hyundai Elantra N Line. Honda Civic Si 2022 sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Chia sẻ hữu ích nhé!